đầu thành vẫn là của một bên. Đây là Văn Minh đội trưởng đội tin Lukaku rất gọn gàng. Trước đó chúng ta kể đến một tình huống chuyền bóng lưu đặt của Văn Minh và với một sát thủ trong phòng ngự của đội tin Lukaku rất khó để có một cơ hội ăn như vậy. Một lần nữa thì cái tên Tín Lukaku lại được chúng tôi nhắc đến. 2-1, quá nhanh và quá nguy hiểm. Chỉ trong vòng 30 giây, hai bàn thắng liên tiếp đã được ghi. Rất hấp dẫn.